gần tháng rồi, cái tháng đó tôi hỏi cái tôi mừng trong người chứ mừng thì ăn có ăn luôn mới bơi giống ăn nó cũng đó nó muốn ăn nó biết tiếp không đó này. Thật ra mà nói là lúc đầu là con cầm cái tô nắm trong người nữa rồi con đúng tay luôn nhá, trước khi mà nhận được cái đồng tiền tệp tiền nó đấy không phải nhiều nhiều quá mà con trước khi mà nhận được cái tệp tiền nó nhiều quá đi gọi là tôi nhớ tay đúng nhá đúng gọi là ăn hồi hộp để sáu bảy tí là 1 tỷ chẳng đáng lại cái gì nhỉ, có chí mà phải hồi hộp tự nhiên. Như thế này ông sang đây là con đưa cho ông quay cái video là từ bừa chứ con nhận ở đó là hôm có là một chị của bạn Đốc này cùng với một anh ở Bình Định này là gồm có hai chị đến làm tóc ở đấy là có trình diễn là con nhặt được số tiền ở đó với dạ với số tiền là đấy này chứ con gặp nguyên cho ông cái này ông nhìn thấy chưa đấy con gặp nguyên cái này con chưa lấy đá chưa đồng tràm như thế này con tức là cái số tiền này là con nhặt lên là con bừa nữa là con cùng quay video cho mọi người nhìn thấy là có người lập chừng nó là như vậy là con nhặt được số tiền được nó đấy tức là bừa ở cùng máy cho ông là ông để cắt nhưng mà sau hình như là con nghỉ trưa đúng không à vâng nghỉ trưa xong là đến chiều con mới ra cắt nhưng mà trong cái khoảng thời gian đó là máy nó có nào ông nhặt được hoặc là ông nhặt được nhưng mà gần máy là bừa nữa đóng của ai con nhặt cả máy cái hoàng đó cái nhật máy là đứng nằm ở đó con ra thấy một tên tiên đó nữa là con mới hỏi anh ở Bình Định á là hỏi anh này là anh có bị rửa tiền không anh này là anh vẫn đứng dậy kiểm tra tiền nhà anh lại là tiền của anh đứng nằm nằm trong túi á không phải tiền của anh dạ em ẩn lòng mới nói đấy lời đấy cắt nửa lòng mới nói nửa qua nửa thì tiền của khách rơi đấy thôi nhưng mà không biết của ai cả là Long vẫn ghi số tiền tức là Long vẫn quay cái video đó để biết được rõ là cái số tiền bao nhiêu là Long nhặt được là Long nhặt được là trực tiếp là số tiền đấy này là Long ghi rõ đấy này tức là nguyên cả cái toàn bộ số tiền là Long việt xếp lại đấy luôn đấy đây là cái số tiền bao nhiêu là Long vừa nữa là Long cũng quay rõ là gồm có là 9 tờ 500 nghìn gọi là 5 tờ 200 nghìn đấy là tức là tương đương là tổng cộng lại là 5 triệu 500 nghìn cái này là 1 triệu này cái này là 1 triệu này 2 triệu này 3 triệu này 4 triệu này 500 nghìn này cộng với cái 1 triệu nữa là thành là 5 triệu 500 nghìn này đó là bừa nữa là lắm nhặt được từng đó là chỉ xả là từng đó mà nếu như bạn đề để con nói nha có đấy thì dừng lại để con nói này nếu như giả sử ông nghĩ xem là ông có đi ở lối mô hay không nếu khoát này con nói nha nếu như mà giả sử như nếu mà rơi ở đấy thì là nó sẽ nằm ở đấy cả mà nằm ở đấy cả là con sẽ nhặt được ở đấy hết không có thương không có thiếu nhưng mà con nhặt ở đấy là số tiền bao nhiêu là con đặt lên hết và con đi lại có khách ở đó con như thấy là con nhặt đấy và số tiền bao nhiêu tức là đó họ nghĩa là chứng minh rằng là số tiền con nhặt lại là bao nhiêu thì nó sẽ nằm bấy nhiêu chứ con không bớt mà cũng không tết ông hiểu ý con chưa tức là nằm ở đấy là 5 triệu 500 nghìn tức là con không thêm một đồng bố mà con cũng không bớt của ông đồng bố đấy ông hiểu ý con chưa đấy con ông được đồng bố hay là không được đồng bố thì cái đó là ông thử nghĩ xem là xem ông có bị rơi không một thì giờ đi đúng được với điện đó ông thử nghĩ xem có một tiền nhiều không đấy không có tiền ngoài cái cả bảy chấp cả trong để là lai đẩy lên lai tử như hai gia dương nghỉ đấy cũng như lai đẩy để cắt cái cây thì con có tính nợ thôi đó. Cái mơ nhà có cũng mưa quá tới dạo nghỉ nên phải khó khốn bàn cả để cho họ ăn 20 nghìn cái bàn cả con hoa này thì không bơ quá nhìn kiếm đỏ thì ông không còn mắt nó cùng hoa thì trước tiên là ông thì nghĩ xem là cái số tiền của ông là tổng bao nhiêu và bị đánh rơi bao nhiêu còn con nhặt ở đấy là tổng số tiền tích cực con nhặt ở đấy là bao nhiêu con nhặt ở đấy là bao nhiêu đấy ông hiểu chưa đó con nhặt tức là
nếu như thật sự mà nói con mà gian lận á thì con nhặt được con sẽ không gửi lại cho ông mà cũng thông báo lên trang Facebook làm gì. Con sẽ im lặng con cất con nói với ông nữa, nói một con quan điểm rõ ràng. Nhưng mà con này là với tư cách của con là con sẽ không nhận cái số tiền đó, bởi vì là không phải là bằng cái sức lao động của mình mà số tiền đó của ai đánh giới thì con sẽ trả lại cho người đó, không hiểu chưa? Đấy, nhưng mà con nhặt được liền là con sẽ đăng lên ngay lúc đó đó, con đăng lên luôn mà. Vì có chị Hải kia là ở trong bản đốc cùng với là một anh ở Bản Đinh, anh đi ơi, anh Tân Cá, anh Tân Cá là ở Bản Đinh, là hai anh với chị đó là ở đó luôn, là lòng thì đăng lên cho hai chị đó biết là lòng nhặt được bao nhiêu là hai chị đó sẽ làm chứng cho bác hay cho ông. Đấy, nếu như ông mà muốn thắc mắc là số tiền nó nóng nhặt thì bao nhiêu là ông cứ liên hệ với là chị Hải Nghĩa với là anh Tuấn Đáng, đó là hai người đó sẽ làm chứng cho ông. Ông thấy chưa? Được rồi, rồi quan điểm đầu tiên là quan điểm thứ hai nữa, quan điểm thứ hai nữa là nếu như giả sử nên lòng mà lấy số tiền này thì lòng cũng không đặt lên phần tâm gì mà lòng phủ luôn. Nhưng mà ngược trở lại là cái số tiền này nó là cháu ở trong buổi dịch giả này mà làm ra số tiền này là không đơn giản, mà lóng cũng như ngoài người mà ngoài người nghĩ lóng để kiểm tra cái đồng tiền là mồ hôi được mặt cả đó. Nếu là lóng mà lóng thật ra là lóng sẽ gửi lại cho con mọi cái mua vớt mà hãng đúng không? Thế lóng thật ra là sẽ gửi lại cho người vì đánh đớn của lóng đã không lên tiền, không thấy hôm ngày hôm sau lắm cũng đăng lên kịp, không thấy ngày hôm tức là ngày hôm nay là ngày thứ ba cũng tạm đúng chứ sáng lấy tiền đến mấy nữa cái đàn đến cái não đông chứ sáng lấy đấy thì không mời chồng đấy, nếu như ai nó thớm đối lại cho bạn là ai bên nơi nó sẽ tìm được cách khác mà như đấy cái dương rửa là sáng rửa là họ là tính thường đó. Tức là trong một quá trình là lóng chơi mãi không thấy ai đưa thì lóng mới là ra soát lại toàn bộ khách đến tài khoản của lóng để biết được là có những ai để nó có ai rồi hay không. Thì là quá trình ra soát thì là lóng chỉ thấy là chỉ duy nhất một mình ông là bị mất tiền thôi, còn bảy khách khác là không ai mất cả. Thì trong cái quá trình ra soát đó thì là lóng cùng tin tưởng là ông lấy tiền, nhưng mà cùng như lúc sáng lóng nói đó, nếu như trong cái quá trình mà tư dân cho đến một thời gian gần đấy, nếu như giả sử có ai mà đến nhận tiền lại là tối rơi số tiền từng này, họ làm chứng được, họ chứng thực được là số tiền tối rơi từng này, thì là con sẽ mời ông sáng và đem số tiền tức là 5.500.000 này sáng đấy là để là ông gọi là người đó đổi chứng lại xem thực sự ai rơi thì là con sẽ gửi lại cho người đó, ông hiểu chưa? Con sẽ gửi lại đúng chính xác cái người bị rơi tiền cho con không gửi, ông gửi lại cái người mà không bị rơi. Ông hiểu ý con chưa? Đấy, nhưng mà nếu như giả sử mà không có ai nhận rồi thì con không có bảo lên trang Facebook cá nhân con, nếu như trong một người mà thông báo không có ai nhận thì con sẽ gửi cho ông bị cái tiền để làm cái tiền, nhưng con cũng nhận cũng bỏ túi đấy, trước khi làm cỏ đấy này. Con mở cho ông coi cái nick con, đấy là nick của vợ này. Con lấy là nick của tóc Long Hạch. Con giỏi thầy. Để không để cho ông biết là con nhặt được tiền là con đăng lên liền để cho ông biết là ông làm chứng này, cho mọi người làm chứng này. Đấy là nick của con nhà tộc Long Hành này, mọi người nhìn thấy này. Đấy là nick tộc Long Hành nha. Con sẽ mở cho ông coi là ngày hôm đó con mở luôn này. Ký đựng nó đã tên không có quý được. Có. Đấy này. Đấy là ngày đầu tiên con nhặt được này, em mới nhặt được 5.500.000 đồng, ghi rõ 5.500.000 đồng chẳng ai là chủ nhân đánh rơi số tiền tới em nhận lại số tiền đấy. Đây Long ghi có rõ này, qua video Long ghi này, Long quay lên để còn Long mở cho ông nghe ạ. Không coi này, này là em vừa nhặt được 5.500.000 đồng tài khoản tập ngân hàng, ai là chủ nhân của số tiền này thì liên hệ theo số điện thoại 0374 7368 để nhận số tiền đấy nha. Con ấy thì là hiện hôm nhặt được này là có anh này này làm chứng mà chị này làm chứng, tức là hai chị ở đây luôn này. Đấy, nếu như mà ông mà tin tưởng thì thôi, mà không tin tưởng là ông liên hệ với chị này là chị Hải Nghĩa ở Bản Đốc này. Đấy, còn anh này là ở Bình Đinh này, có hai anh chị này là khách ở đấy và chứng kiến con nhặt được số tiền đó. Đấy,
Lóng sẽ quay không, lóng sẽ quay rõ cho mọi người này. Ấy. À. Không có mất. Dạ, đây là lóng đăng tin này, ngày hôm đăng tin này. Đấy. Lóng đã đăng tin cho mọi người ngày hôm đó và ngày hôm sau nữa, tức là 2 ngày sau này lóng đã đăng tin tiếp này. Đây. Tóc lóng hành này, 2 ngày rồi mà chưa thấy ai tới nhận. 1 tuần sau khi thông báo mà không thấy ai tới nhận, lóng sẽ cho vào cống quỷ từ thiện nhé. Đây, mọi người, lóng sẽ quay cho mọi người đọc. Đó, mọi người nhìn thấy chưa? Nếu như trong trường hợp mà đây không? Ông nhìn thấy à? Nhìn thấy chưa? Đây, 2 ngày rồi mà chưa thấy ai tới nhận. 1 tuần sau khi thông báo mà không thấy ai tới nhận, lóng sẽ cho vào cống quỷ từ thiện. Đấy. Để lóng ghi rõ cái video cho. Đó. Mẹ bông này đây này, để lóng mở lại cho các bạn xem nhá. Tức là các bạn xem cái video của lóng vừa quay này để cho ông xem rõ luôn này. Nên các bạn lưu ý cho lóng điều này nhá. Đây, mình sẽ quay lại từ đầu cho các bạn nghe nha. Tiên thì lóng cũng đã đăng lên trang cá nhân của lóng để cho chủ nhân dành cái tiền này biết và tới nhận. Nhưng hôm nay là ngày thứ hai rồi, chưa thấy ai tới để nhận số tiền này. Nên là lóng hôm nay sẽ đăng lại để cho mọi người chia sẻ rộng rãi để cho chủ nhân của số tiền này biết được và tới quản tộc Long Hành, lóng sẽ gửi lại số tiền này. Lưu ý với các bạn nhé. Đừng nhận vừa nhận bài, bởi vì số tiền này của người ta làm là đích thực chủ nhân thì lóng sẽ trả cho, bởi vì lóng cũng có một số hình ảnh và lóng nắm rõ được cái số khách ra vào trong quán lóng, nên các bạn lưu ý cho lóng điều này nhé. Còn bạn nào nhưng mà nhận vừa nhận bài thì lóng cũng sẽ cho lên trang nhất cũng như mấy đồng tiền này luôn đấy. Bởi vậy là lưu ý cho các bạn nào mà lượt qua được thì chia sẻ để cho mọi người biết được rộng rãi, để làm sao chủ nhân của đồng tiền này biết được biết nhặt nhé. Đấy, không nhưng chủ đạo đó, con là con ghi lại toàn bộ những cái chi tiết cụ thể đó để cho mọi người là lượt qua trang Facebook của lóng để là mọi người biết được là ái đánh rơi thì đến lóng gặp lóng và nhặt. Nhưng mà trong 3 ngày không thấy ai cả thì là lóng cũng là đích thân lóng nên là đi đến tận tất cả các khách hàng mà đến, tức là ra soát lại tất cả các khách hàng trong ngày hôm đó. Đấy, ông ạ. Đó thì là ra soát tất cả các khách hàng đó là toàn bộ số tiền là từng ngày này. Còn ông rơi chừng nào hoặc là rơi đâu thì con không biết, nhưng mà hiện tại con nhận được chừng này. Mất thì có mất chứ mất rất đi. À, nhưng có cái không để con nói này. Tức là hiện tại con nhận được chừng này là con sẽ gửi cho ông chừng này. Còn ông rơi chừng nào thì con không biết và rơi chỗ nào nữa thì con không biết. Ông hiểu không? Tức là ông rơi chỗ nào hoặc là rơi chừng nào thì con không biết, nhưng mà con nhận được chừng này là con sẽ gửi lại chừng này cho ông. Đấy, ông hiểu chưa? Đấy. Tức là khi nhặt lên là có người làm chứng. Đó, có hai người làm chứng đó thì là số tiền bao nhiêu là con nhặt lên là có hai người làm chứng. Cùng kèm theo đó là con có quay video để đăng lên trang cá nhân của con, để mục đích là cho mọi người biết được ai mà rơi thì đến nhặt. Nhưng mà không phải ai rơi cả, bởi vì là ông là không sử dụng Facebook, không sử dụng điện thoại nên ông không biết. Đấy, về bên cạnh đó những một số người nữa là con là liên hệ nhưng mà không ai rơi, thì con cũng phải là đích thân đến tận nhà. Đấy, nhưng mà đến được thì là gặp là thấy ông là trao đổi là ông nói là ông bị rơi một viên như vậy. Vì ông sáng đây này là ông sáng đây là bởi vì tư cách đó là ông là người rơi tiền, con là người nhặt được tiền thì con sẽ trao trả lại cho ông. Và bên cạnh đó mắt này con nói này, bên cạnh đó là con lưu lại cái video đấy này. Con đang còn quay video đó, ông thấy chưa? Đấy, con đang quay video đó, là con quay video đó là để làm sao để mục đích đó là sau này làm cái tăng chứng vật chứng. Nếu như giả sử như
sau một thời gian gần đấy mà có ai mà có ai mà để nhận này là tôi chứng minh được rằng là cái số tiền anh Long nhặt được là số tiền của tôi. Khoan để con nói là cái số tiền nhặt được là số tiền của tôi, họ chứng minh được thì là con sẽ mời ông sang đây để là ông cùng với người đó là để giải quyết là nhận lại cái số tiền đích thực của người đấy. Ông hiểu chưa? Đấy, tức là cái số tiền là con nhặt được là số tiền từng này các bạn này. Đấy, số tiền từng này, nhưng mà Long nhặt được Long cũng không lấy một đồng nào đâu. Mục đích của Long đó là sẽ trao trả lại cái chủ nhân của người đưa tiền. Nhưng mà để mà trao trả lại cái số tiền đích thực thì là Long đã quay lại cái video này để làm cái bằng chứng. Sau này giả sử như có ai mà đến khẳng định lại và đó là bằng chứng được là đây là số tiền của tôi thì là Long sẽ được cái video này. Cho nên là Long cũng chính đăng lên YouTube để mong rằng là YouTube sẽ giữ lại cái kỷ niệm này cũng như là làm một cái bằng chứng để cho Long sau này để Long có một cái bằng chứng giả sử như có ai mà đến xin lại cái đồng tiền. Đấy, đó là Long làm một cái chắc chắn thôi, chứ còn mà thực ra mà nói thì Long cũng có một số bằng chứng đó là từ camera an ninh của Long rồi. Nhưng mà để cho xác thực một cách chắc chắn nhất để lừa cạnh tránh với đồng tiền, bởi vì là đồng tiền là đi liền với khúc ruột, các bạn hiểu chưa? Đồng tiền đi liền với khúc ruột, ông ơi. Đấy, nên mình làm ra là nó rất vất vả. Nhưng có một ngày làm được mấy đồng mà trong lúc đó là chừng này số tiền, chừng này số tiền đối với một người lao động như bọn con là làm rất vất vả, huống chi là những người đã quá tuổi lao động như ông. Đúng không? Ông ngoài đúng không? Lưỡng đấm đổ lắm. Đó, lưỡng đấm đổ lắm. Một người quá tuổi lao động như ông mà ông cho con hỏi một ngày ông làm được bao nhiêu tiền? Thì sao thu nhập đó? Thì cái tính ra từng ngày vài chục bạc thôi. Một ngày là khi thả con tháng bên nhà ông là con cũng không nghĩ là ông đi đời đâu. Bởi vì con đinh đinh trong người đi. Nó có bịt mất là máu, nó bịt đi ba nhà lên sáng thấy mới rò nhà. Con thì đinh đinh trong người là cái số tiền này chỉ gọi là những người trong độ tuổi lao động mới làm ra được số tiền to thế này. Con nghĩ là ông, nên là con khi đi con cũng không cầm bỉ đi. Nên là nếu như khi sáng mà con cầm bỉ đi thì con cũng gửi lại cho ông đó. Nhưng mà con cũng không nghĩ là ông bị lời đâu. Nhưng mà con cũng vừa này để hỏi lại cho chắc chắn là có phải ông đời hay không. Nếu như ông đời con sẽ gửi lại cho ông. Nhưng mà đúng là ý chỉ rằng là con sáng đến nơi là ông nói là tao quá một quá trình con dò tới con cùng chứ nói là con nhặt được tiền không? Khi sáng ông nhớ lại đúng không? Con thì thắng là do là ông có bị lời hay không thì ông nói là ông bị lời. Trong một quá trình đó thì con mới khẳng định được là chắc chắn để số tiền của ông, đúng không? Đấy, cho nên là cái sáng nếu mà con mà cầm thì con cũng gửi cho ông, nhưng mà con không cầm nên là bây giờ ông sáng nay con sẽ gửi lại. Còn cái số tiền này đúng con nhặt được chừng nào con sẽ gửi lại cho ông. 1.000 con cũng không lấy, bởi vì ông cho con thì con cảm ơn. Nhưng mà con cảm ơn nó, con ghi nhận nó, nhưng con không lấy nhá. Bởi vì ông là trong cái độ tuổi lao động nó khác ngoài độ tuổi lao động của ông. Lúc sáng con sang con thấy ông đã một cái rổ đó là đã mấy ngày. Đó, 13 ngày. 3 ngày mới được 1 cái đồ đấy. Để có 160. Tức là 3 ngày là được 160.000 đúng không? 160.000 đó là chỉ có là chiết tính cái cống của mình đi chặt nửa, đi chặt mẹ. Cái đó như ra cái thảo nó mới có. Rồi là mấy việc thôi là mình chiết tính phải không? Như tôi cũng nói là 3 ngày. Ồ, các bạn nhìn thấy chưa? 3 ngày chỉ được 160. Tương đương là 355. Các bạn nhìn thấy 1 ngày được 50.000. Một ngày 50.000 mà trong đó chỉ cần một tờ thế này là mất 10 ngày rồi. Mà 10 ngày đó là chỉ mới công khống thôi các bạn ha. Mới công khống thôi nha. Còn chiết tính là ăn uống đi lại rồi mua máy hoặc là mua mẹt để về đán. Hoặc là mua mắm muối gạo việc. Đó là chỉ mới là công khống là một ngày được 50.000. Tương đương với 10 ngày ông mới được chừng này. Mà tổng toàn bộ chừng này thì là các bạn nghĩ xem là một khoảng bao nhiêu thời gian thì ông sẽ được chừng này. Đó là chưa tính là công ăn uống sinh hoạt hàng ngày chi tiêu, chưa nói là thuộc tháng bệnh tật các bạn hiểu không? Đấy, đó là một cái vất vả đối với ông già đó. Nên làm cái số tiền này ông gửi con thì con cũng là xin ghi nhận, nhưng mà con là không nhanh lấy lại của ông. Nên ông con sẽ gửi lại cho ông toàn bộ đầy đủ đây. Con sẽ gửi lại nhá. 1 này, 2 này, 3 này, 4, 5, 6, 7, 9. 9545 tức là tương đương với 4.500.000 ông nha. 1 2 3 4 5. 5 2 là 10 tương đương 1.000.000. Tổng toàn bộ đấy là 5.500.000 đồng. Đấy là con sẽ giao lại cho ông này. Có Long sẽ ghi lại hình ảnh ở video đấy. Đăng kèm cho ông nha. Rồi,
Đây ông gửi ở con gửi lại cho ông nhận. Thế không con mua tiền. À rồi, con cảm ơn con nói rồi. Con trao đổi với ông rõ ràng. Đưa ông nằm làm bèo. Không là cái nói thật ra con cũng nói quan điểm rõ ràng. Con nếu như giả sử như ông làm được ra sản phẩm, ông cho con sẵn sàng con nhận. Nhưng mà ông không làm được ra sản phẩm mà những cái sản phẩm đó mà họ tặng họ biểu cho ông thì ông để lại nó giữ, ông sử dụng. Thì giờ ông mà cho con là con cảm ơn. Con chứ để nhận. Ông nha. Dạ. Thế giờ đấy ông nói lồi thật dơ rí. Con cổ đồ mà được là bây giờ hên tốt hé nổi. Ở hên gấp lanh, chánh cẳng đấy thì thích. Chờ mất dêu chứ mà đấy. Cái tên đấy đi. Cùng cuốn sách cuốn thứ nào anh trong đây vừa trong anh chó. Dạ. Rồi là cũng anh nhỏ đông mấy nào không có đâu trời. Dạ. Chứ không có mình thì là chó thì vĩ đó. Dạ. Cỡ thế giờ sạc đỏ thì mình nhờ cái gì anh có thôi chứ. Cái mấy lý do đi vậy nên nếu như mình mua một năm trèo. Dạ. Cái mấy cái chó đó. Dạ. Cái còn mạnh chỉ mình không đứa đó. Đông thì cũng hay. Dạ. Lên là thấy đúng còn nữa đi nữa anh đi chặt dù cả mấy đi chặt cái đó. Dạ. Nhưng mà đáng. Ai canh Dương cũng gọi hổng ai đó. Ơi hello, mở cửa vô đi. Thì thầy ra Dương gọi lên. Vất vả nhiều chuyện. Em mở cửa vô lại lại ngồi đòi chơi dù lòng thì nha. Tên đấy thì Dương nói thử tổng hợp lại. Dạ. Đi đầm tá lên con cháu cái gửi đấy. Rề có cái gửi đấy. Dạ. Mình ở đây mình có cái tên đồng rêu thế đó. Dạ. Sao cái rêu là có. Mấy mày con ngồi đòi chơi dù lòng thì nha. Thì hay là chủ nhân rơi tiền thôi ngày mai ạ. Chủ nhân rơi tiền là đấy. Năm chưa. Đấy, đấy mình năm đều bàn cho người làm rơi tiền. Đấy, đây, đây, đây. À, rồi, như quan điểm là ông còn đang nói thôi. Ông nha. Như được đấy nhỉ, thấy được thì ông nó thấy là cảm ơn nhiều. À không, con nói rồi, con ghi nhận cái tấm lòng của ông. Nhưng mà ông ngoài độ tuổi lao động nên là con sẽ không nhận một đồng nào cả. Ông hiểu không? Được như rồi. Ông cam nói đây là tham gia cuộc sống của ông. Đấy. Dạ. Thì đây là vì mình trước đây cũng thấy được chứ mà mình rõ họ thì gì gặp đó nữa. Chứ giờ còn đừng mặc khách nha. Đấy được. Thế tôi thả đấy. Dạ. Ông thả lên mua cái con đem bé không sửa chế. Dạ. Lấy con mẹ đi. Dạ. Như con cũng nhắc lại một lần nữa nhá. Khi con kết thúc cái video con cũng nhắc lại một lần nữa này. Đấy, cái số tiền con gửi cho ông là 5.500.000 đồng. Nếu như giả sử như trong thời gian gần đây mà có một ai đó mà để chứng minh rằng đó là số tiền của họ thì con sẽ mời ông sang để làm việc lại nhá. Đó, con nếu không có ai sang không có ai nhận nữa thì là cái số tiền đó là ông dùng luôn. Đúng không? Đó, rồi. Như lão xin kết thúc cảm ơn nha. Dạ. Đây bởi vì là con cũng là có khách làm việc rồi. Khi bữa qua thì cũng phải làm việc cái. Dần tháng đi cái tháng đó tới hỏi cái tới mừng đóng người chứ mừng. Thì ảnh có ảnh luôn. Mới bơi giống ảnh. Nổ đó nổ muốn ảnh nó biết. Thế có mà tiền là chính điều được đều đấy các bạn.